La 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 dun da da la la la. Ủa, ơi. Ủa ai à? Ai kêu tôi vậy? Anh vượt đẹp trai nhất làng Hello Team ơi. Trời ơi, mà trời giờ này đang sáng sớm buồn ngủ chết à. Ủa gì vậy? Thôi, chào em, chúc em buổi sáng tốt lành nha, anh vượt đẹp trai qua thăm em đây. Trời ơi, em buồn ngủ à, qua thăm làm gì, thôi về nhà đi. Tí nữa em gọi là đánh răng rửa mặt xong rồi em qua em thăm anh lại. À ok, tí thì chắc muốn thăm mày thôi, cầm bánh về không cho nữa thì về luôn. Bánh đã. Ôi, chuông. Thôi trời ơi, bánh hả? Đào bánh đâu? Bánh hamburger, kẹp hổ Úc cực mạnh. Anh mới làm sáng nay đó, hôm nay em mang qua mời em ăn nè. Trời ơi, cái gì mà cái bánh hamburger ở đâu ra mà nó to hơn cái đầu em luôn vậy anh? Thôi, bánh hamburger này là thức siêu đặc biệt, chỉ dành riêng cho phong cận duy nhất trong ngày hôm nay, không có một, à quên, không có hai. Trời ơi, trời, cái gì mà xịn quá vậy, trời, cảm ơn anh nha. Ủa mà sao hôm nay anh tốt với em quá vậy? Trời ơi, còn phải nói nữa, anh à, người ăn gương mẫu, gọi là cực kỳ VIP và suốt ngày thiêu thương các em mình, nó có gì ăn ngon là mời qua mời em ăn trước nè. Trời ơi, cảm ơn anh nha, trời ơi, cảm ơn anh, trời ơi, đúng là Dịch thương em nhất mà, cảm ơn Dịch nha. Rồi, khách sáo quá, anh đi, ngồi đây mà hưởng thụ đi, anh về đây. Ok. Rồi, nhắn tin feedback cho anh biết nha. Rồi, tí nữa em ăn hết cái bánh xong em gửi ảnh cái dĩa không qua cho anh, ok rồi. Trời ơi bạn ơi, anh Dịch hôm nay tốt bụng quá bạn ơi, tự nhiên đem bánh qua tặng cho mình nữa. Trời ơi trời. Hey, nếu như bạn không biết á thì anh Dịch là một người cực kỳ gọi là thương yêu mấy đứa em trong nhà luôn bạn ơi. Và gọi là anh Dịch có đồ ăn gì ngon á thì cũng đem qua cho mình hết đó. Mấy bạn thấy anh Dịch có tốt bụng không? Nếu anh thấy anh Dịch tốt bụng đừng quên qua kênh của anh Dịch và gọi là like video, chia sẻ video, rồi đăng ký kênh ủng hộ cho anh Dịch nữa nha. Ok. Thôi chắc mình đem bánh kem này về nhà. À không, bánh hamburger chứ không phải bánh kem nhầm. Rồi trời. Ôi đâu. Rồi. Qua đây. Ôi em mới được ông Dịch cho nguyên cái hamburger to này nhưng mà em ăn không hết đâu. Hay là hai anh em mình vô ăn chung nhau đi. Ôi Dịch tốt bụng á, trời ơi hamburger nè, anh em mình ăn tới mai chưa hết được không? Đúng rồi, cái hamburger này em nói thật với anh luôn rồi, cả làng mình ăn không hết luôn á, to dữ vậy mà. Ok rồi, đi vô ăn. Ê, ông khoan, mình chơi game tí đi rồi mình ăn ha. Ok, vô đây. Vô đây. Vô đây. Rồi ok, mình ra mình chơi game xíu đi rồi mình ăn. Ok, để đây nè. Để trên bàn nè. Vừa chơi game vừa ăn luôn. Rồi ok, vô chơi game kìa. Bật máy tính lên. À, trời ơi, ai cứu tôi với, nhờ nhiều quá. Ôi. Ủa, anh Dịch kìa. Anh Dịch ơi, cứu em với. Ủa hôm nay xin mình có mấy con pet mới lại ấy. Pet gì pet cái đầu anh á, tôi nói là vô nhà em đốt phá nè. Trời ơi cứu em với. Con này ở đâu cha dữ vậy? Em không có biết, nó ghen mà anh giết nó giúp em rồi. Em sợ mấy quá. Con gọi mấy con quá nhện này, mày dám gọi là xúc phạm, mày dám tấn công thì mày chết tao. Mày là con cho mày chết là nhìn cái bốn này như là bên nhìn nè. Cột hết là không có nhện nào đó. Xin yên tâm, anh sẽ đứng đây bảo vệ em. Đó, hết sợ mấy con nhện chưa? À, nhưng mà còn nhiều con lắm, giết hết đi anh, quản em nhiều con lắm. Đó, thì là mấy con này trang trí làm cảnh từ xài đến Halloween rồi, đúng nhà chưa có gì đâu. Trời đất ơi, nó cũng xài Timmy luôn rồi. Ồ, chết hết rồi, yên tâm đi, chết hết rồi. Ok, cảo em nha, trời ơi, lo chết thì được. A few minutes later. Ê, xem ơi, xem, tính ra xem là có rất là nhiều bạn hỏi tôi luôn là anh Phong ơi, tại sao mà siêu nhân tứ trụ tập 1 và tập 2 em không thấy chị Sim biến hình bao giờ hết. Anh thử kêu chị Sim biến hình cho bọn em xem đi, cho nên bây giờ Sim thử biến hình siêu nhân cho bạn xem đi Sim. À, ok, được rồi, siêu nhân Son biến hình, yeah! Trời ơi, xịn dữ ta, trời ơi. Nè, đô coi nè, bộ đồ siêu nhân này, bộ đồ mà em thiết kế cho Sim, anh thấy đẹp không ạ? À, trời ơi, nhìn siêu đẹp luôn đúng không? Trời ơi, sao đẹp mà bộ anh được, bộ anh màu đen đẹp hơn. Trời ơi, bộ anh nhìn y hệt như cục than vậy, đẹp chỗ nào, ôi. Đó, các bạn ơi. Đẹp hết trơn mà. Mấy bạn thấy Simmy biến hình nhìn có đẹp không bạn? Nếu bạn nào thấy Sim biến hình đẹp, nhớ comment lại cho mình biết nha. Đấy, trời ơi, quá đẹp luôn bạn ơi, quá dễ thương luôn. Ủa mà khoan, rồi, Sim ơi. Ủa từ sáng giờ hai người có thấy ông Dịch đâu không? Mất tiêu rồi. Ôi, dịch kìa. Dạ. Lên. Ôi, hello mọi người. Hello anh. Ủa, hello, how are you? Ôi, mọi người ơi. Có cái bạn nữ nào đứng kế bên dịch vậy ta? Ủa, dịch đây. Quay. Ủa? Ủa gì đây? À. Hôm nay buổi sáng đẹp trời quá trời, đẹp không? Ôi, đây là em họ dịch hả dịch? À, dễ thương quá à, chào em nha. Ây da, chào em nha. Xin tự giới thiệu với mọi người, đây chính là em,
bạn gái mình. Oh my god, trời ơi mấy bạn ơi, anh Dịch cũng có bạn gái luôn hả? Trời ơi cái gì vậy? Động trời nha. Wow. Tên ông ghi bộ mình ông mới biết có bạn gái tôi mới lụm trên Shopee. À, bạn gái tôi mới quen. Trời ơi, ghê. Các bạn ơi, từ trước giờ mình cứ tưởng Dịch bay đê ai vậy, có người yêu các bạn ạ. À. Nghe mày. Em giỡn mọi người, chính là bạn gái của mình, mọi người thấy không? Bạn gái mình giống y hệt mình luôn, các bạn thấy gọi là chính nó đi dừa lửa không? Wow. Tôi biết tại sao giống nhau, ông nhìn hai cái mắt của hai người này nó sáng lấp lánh luôn á. Không, tào lao, giống nhau à, biết chỗ nào không? Là hai người màu vàng y hệt nhau thấy không? Đời thật ra bạn nhìn à, bạn gái mình à, vừa xinh vừa đẹp, tóc vàng á, mặc váy dịu dàng, ngon, à quên nhầm, xinh. Trời ơi, xinh thì tất nhiên là phải xinh rồi, bạn gái Dịch thì ai mà dám chơi xấu đúng không? À, ủa mà từ nãy giờ bạn gái Dịch sao không nói gì hết trơn vậy? Ủa bạn có bị câm hả Dịch? Trời ơi, tâm gì? Bẻ luôn, nói cho người ta sợ coi. Không, tại vì mọi người nói nhiều quá mình ngại. À, trời ơi bạn ơi, nghe cái giọng dễ thương gì đâu uống trời, mình ngại. Trời ơi, đúng là bạn gái Dịch hà, số 1 luôn. Ủa, rồi hai người hẹn hò nhau được bao lâu rồi? Hả, mới hẹn hò nhau được có mấy tiếng hả? Hẹn hò được mấy tiếng rồi thành người yêu luôn hả? Ghê vậy? Ừ, yêu luôn, thôi hẹn hò nhau mấy tiếng nhìn giống màu nhau, hợp tính khác nhau cái yêu luôn. Wow, trời ơi, sao anh? Bạn gái Dịch có cái đuôi kỳ quá ba. Ủa, đâu? Ủa? Ủa Dịch đây, bạn gái Dịch tại sao lại có gọi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, trời ơi, 5, 6 cái đuôi luôn vậy, gì ghê vậy? Núp hỏi mấy câu núp. Hả, thế mọi người vẫn không biết là trên đời này nó có một cái thế giới mà người ta gọi là God Layer. À, cosplay à? Đúng rồi. À, em hiểu rồi, vậy là cái đuôi này là cái đuôi để cosplay đúng không? Ui sim cũng hay cosplay nè. Wow. À, wow, ủa chị mua mấy cái trang phục đâu vậy? Chị mốt thì chị em nha, cũng thích cosplay lắm á. Ok luôn, lúc mình dẫn bạn đi nha. Wow. Okay, chị. Quá đẹp luôn. Trời ơi bạn ơi, mấy bạn thấy bạn gái của anh Dịch có đẹp hay không? Có xinh hay không thì bạn nhớ bình luận ở cho mình biết nha. Ôi là trời, xinh gì đâu trời. Thôi hai người cứ đi hẹn hò nhau tiếp đi, bọn em không làm phiền mọi người đâu. Bye. Mình hôm nay là mình gọi là cho mình xin gọi là một hôm nay mình đi vắng nha anh em đừng ghen tị với mình nha. Ôi ơi, mình đi chơi đi. Đi tạm biệt mọi người nha. Đi. Gì đâu? Ông Dịch có đôi có cặp kìa, không mấy giờ em hẹn hò với anh đi. Tàu lao gớm mồ. Bỏ nha anh. Không lý. Bỏ nhà xem, không chuyện đó đâu. Thôi bây giờ thì gọi là trong làng này cũng im ắng quá, không xuất hiện con quái vật nào hết. Cho nên là ai về nhà nấy ăn uống rồi là kiếm gì đó ăn đi. Tôi cũng về nhà ăn cái hamburger mà dịch cho tôi đây. Bye bye mọi người. Hey, trời ơi bạn ơi, hôm nay anh Dịch tặng cho mình nguyên một cái hamburger to đùng luôn. Bây giờ phải về nhà để ăn mới được. Ok. Many minutes later. Hey, để xem coi lên YouTube coi dạo này các bạn có gọi là chia sẻ với lại like đăng ký kênh ủng hộ cho mình không ta? Ủa gì đâu? Camera tạm không vậy? Trời, ông qua bên nhà tôi kiểu gì mà như ma vậy, giật hết cả mình. Trời, tại vì tao sợ mày ăn hết hamburger rồi còn nghe ăn. Trời ơi, còn hôm bữa anh với em lo chơi game quá có chịu ăn đâu, cái hamburger còn y nguyên đây nè. Trời, nhưng mà chắc là còn ăn được á. À, vẫn còn ăn được. Anh ơi, nó chưa bị thúi. Ok, chắc là ăn được rồi. Vậy anh em mình ăn nha. Ăn được. Ok. Ăn. Cái gì vậy? Phong. Cái gì vậy? Chồng mà học quen vậy. Cái official đâu mang cái mặt Phong đây. Thằng nào đó mày? Ủa Dịch hả? Anh nè, đâu Thanh, rô đâu vậy? Qua nhà ăn ké không? Rô qua bên nhà để ăn ké cái hamburger lần trước anh tặng em á. Hamburger nào, ai tặng nào, ai gì, ai cho gì? Ủa, cái hamburger lần trước anh tặng em đó. Ủa mà sao hôm nay nghe giọng anh kỳ quá vậy? Giọng anh kỳ kệ anh đi, trời ơi, chung mà tóm lại hôm qua anh qua anh đòi hamburger của anh nào đưa đây. Ủa, cái tàu lao hamburger này anh tặng cho bọn em đòi lại. Thôi mình lên phòng ăn rồi, đi lên phòng. Đập luôn cái nhà này, cái đài hamburger khu nhà này, đập luôn nhà này. Đập cái gì? Cái gì vậy? Trời, má ơi, hamburger trên lầu không nội? Nè, đập luôn nhà nè, có 3 hamburger đâu, hamburger trên lầu ở đâu, lên lấy luôn. Ê, hamburger của anh tự nhiên mang về ăn này, 2-3 thằng chung lại nhau. Đây hamburger này đúng không? Đúng rồi, hamburger này lần trước anh cho bọn em á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa rồi, sao tự nhiên ông Dịch ông đòi lại vậy? Ủa bây giờ đòi lại? Nói em nè, xong có gì đất có thủ công, xong có hà bá hamburger hai người đây ăn nha. Bây giờ anh nói em tuyên bố một câu thunder luôn nè. Tất cả đồ gì trong nhà này liên quan đến đồ của anh ở đây. Ủa vậy ba? Cái gì vậy ba? Tính ra là mấy cái đồ mà anh tặng cho em là đồ anh tặng rồi sao thì em đòi lại?
Thôi anh không thích hôm nay người ta gọi là giờ không yêu nữa đòi quà được không? Ủa trời ơi, ủa trước giờ em với anh có yêu nhau hả? Tàu lâu. Ôi giờ tự nhiên hôm nay anh khó chịu với bọn em. Ủa kỳ các bạn ơi, tự nhiên bình thường nha, anh Dịch ảnh rất là tốt bụng luôn, ảnh rất là thương bọn mình luôn, tự nhiên hôm nay qua đòi lại hamburger rồi đòi lại quà rồi cái kiểu của bọn mình rồi cái kiểu nữa. Ủa kỳ vậy? Các bạn ơi này, các bạn ơi, thì các bạn ơi, không nói nhiều, bây giờ một là mang trả lại hết đồ nha, từ giờ đến tối gom lại hết trả, không trả đủ từ giờ đến tối nhá. Nhà này anh cũng xây tặng em là tối qua đòi lại nhà luôn. Trời ơi, cái nhà này mình quên mất, cái nhà này là ông Dịch ông xây tặng cho mình, có khi nào ông đòi lại thiệt không ta? Trời chết rồi. Ôi trời ơi, giờ sao vậy? Ủa bây giờ sao không? Rồi anh thấy hôm nay ông Dịch ông cứ lạ không anh? Sao từ khi em thấy ông có người yêu á, cái chuyện em thấy tính nết của ông khó khăn dữ dằn khó chịu á, thì ông la một mình hoài luôn anh. Rồi xong luôn, Dịch dạy gái đòi lại quà để đem tiền cho gái rồi. Bạn ơi, anh Dịch vì bạn gái của Dịch mà anh Dịch bỏ rơi anh em bọn mình rồi. Thôi chắc em bỏ nhà ra đi đây, tại cái nhà này là nhà Dịch xây cho em mà. Đi đi đây. Ủa mà khoan, mới vậy phải đi ta, tính ra là mình giữ cái sổ đỏ của nhà này mà. Thôi kệ, ở lại tiếp rồi thôi. Rồi chơi game rồi, khỏi cần hamburger nữa, chơi game. Chơi game rồi. Bực bội quá. The next day. Ôi trời ơi mấy bạn ơi, đói bụng muốn chết luôn các bạn ơi. Anh Dịch đáng ghét ghê luôn á các bạn. Tự nhiên không tặng cho mình cái hamburger, xong cuối cùng lấy lại cái đồ đáng ghét, cái hamburger to đùng, tự nhiên lấy lại, tiếc ghê luôn trời. Ôi, chắc phải ra siêu thị kiếm gì đó ăn mới được. Ủa khoan, gì bên trong kia đây? Ủa ô, bạn gái của anh Dịch với anh Dịch đang trời đang làm gì đó ta, trời chuẩn bị hôn nhau hay gì trời. Ủa để xem coi. Trời, cái gì mà cười ghê vậy? Ông Dịch ông cúi đầu xuống cái kiểu đó. Trời ơi, hiểu rồi. Chắc là giận nhau hay gì rồi bạn ơi. Trời, chắc là cãi nhau hay gì, giận nhau mất tiêu rồi. Ồ mà khoan từ, giận nhau mới gì cười. Thôi trời, bỏ chắc không có chuyện gì đâu. Thôi đừng quan tâm đến chuyện của gọi là của người ta làm gì không, thôi có ngày phù bỏ luôn các bạn. Thôi vô siêu thị kiếm gì đó ăn thôi. Trời mấy bạn ơi, mấy bạn biết gì không, hồi nãy mình mới nghe nói có báo động rằng ở bên đây có yêu quái bạn ơi, cho nên là anh em mình liền chạy qua đây để tập hợp tiêu diệt yêu quái bạn ạ. Trời lâu lắm mới thấy yêu quái xuất hiện nha. Ồ để xem coi. Ui rồi, em thấy yêu quái kìa. Yêu quái đứng trên bàn. Đúng rồi, yêu quái đang đứng ở trên bàn. Ủa, liên quan gì ông nội tào lao. Đây có yêu quái kìa, ngươi từ đâu đến đây? Ta từ đâu đến, các người không cần biết. Các người chỉ cần biết một điều, đó chính là ta sẽ tiêu diệt các người. Ngươi nghĩ rằng là ngươi muốn tiêu diệt ta là dễ sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Bởi vì bọn ta chính là tứ trụ siêu nhân. Ủa mà khoan, từ hình như hôm nay mình thấy hơi thiếu gì phải. Rồi, hình như thiếu gì đúng không? Thiếu ông Dịch rồi ba. Ủa khoan, ủa ông Dịch đi đâu từ sáng giờ? Em không thấy ổng đâu. Bình thường là ông đứng kế bên tao nè, giờ ông đi đâu mất tiêu rồi. Ông đang Dịch đi chơi bạn gái rồi. Trời ơi, quên mất. Hôm nay anh Dịch đi chơi với bạn gái, bạn ơi, quên mất. Thôi không sao, hôm nay có ba người cũng được. Ok, rồi anh em đã sẵn sàng tiêu diệt con yêu quái này chưa? Sẵn sàng. Rồi, chuẩn bị thôi. Hỡi, tứ trụ siêu nhân, lấy vũ khí ra nào. Hỡi, biến hình. Xa. Ok bạn ơi, và bọn mình đã biến thành siêu nhân rồi nè. Mấy bạn thấy bọn mình có ngầu chưa? Nhớ, nếu thấy ngầu nhớ để lại một like nha các bạn. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt con yêu quái này thôi. Con yêu quái chuẩn bị chịu chết đi. Các con tứ trụ trong truyền thuyết đó. Đúng vậy, bọn ta chính là siêu nhân tứ trụ trong truyền thuyết đây. Nhưng mà không sao, ta có các con của ta. Các con của ta hay đánh chết chúng nó đây. Trời ơi là trời. Mấy bạn ơi, tầm xàm thì chứ, tự nhiên không chịu hồi, xong chịu hồi các con của ta, tưởng là quái vật hay gì kinh khủng lắm, ai về chịu hồi mấy con gà. Ôi là trời, để thôi quýnh thử coi. Trời ơi, quýnh con cá chép bèo luôn rồi. Nhâm, khác con khác rồi, nhâm. Con hoàng của ta hãy xuất hiện đi. Trời ơi là trời, nó chịu hồi ra mấy bộ xương kìa bạn ơi. Trời ơi trời. Nhưng mà mấy cái bộ xương này thì làm gì được bọn ta chứ? Bọn ta là gọi là siêu nhân tứ trụ mà. Anh em đâu? Tiến lên! Giết bọn nó! Rồi một con bay lên trời luôn. Quấn tiếp. Quấn bọn nó anh em. Ôi, trời ơi, rồi là rô. Anh
quýnh có mấy con bộ xương mà anh làm gì mà anh bị nó quýnh chết vậy? Yếu xèo vậy anh? Đó, thấy không? Em chỉ cần quẹt quẹt dao cái thôi là chết con, thấy ghê chưa? Nè coi nè, coi nè. Mày hả mày? Quá xịn luôn. Mày bộ xương mày. Mày hả mày? Rồi, còn con bên đây nữa, để em quẹt nó luôn. Mày quẹt nó. Mày hả mày? Rồi bay lên trời là rơi xuống chết nè. Bùm. Ủa chưa chết hả? Chưa chết. Mày hả mày? Rồi ok. Rồi. Chết rồi. Để về báo cho nó. Sao anh chết hoài vậy đâu? Tao lên đánh tầm sao bắt nó tầm gần cho bắn mày. Trời ơi trời. Ông Rô quýnh gì quái mà ông chết quái bạn ơi. Bởi vậy có nhiều bạn kêu bọn mình là siêu nhân tấu hài chứ phải siêu nhân tứ trụ bạn ạ. Tào lao chứ. À ok ok quên mất còn con yêu quái này nữa. Quay. Ôi không. Các con của ta. Các con của ngươi yếu xìu à. Bọn ta chỉ cần quơ vài cái thôi mà nó chết queo hết rồi. Các người nghĩ sức mạnh của ta chỉ là những đứa con của ta thôi. Không, các người sai rồi. Các người hãy nhìn đây. Hơi. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Làm gì vậy? Ủa làm gì đâu? Ủa em không hiểu. Bà mới làm gì? Bà không hiểu ạ. À? Làm lại á. Lại thử biết là. Trời chạy nhanh quá. Ôi trời. Mọi người ơi, cái con này chạy nhanh quá bạn ơi. Trời nó chạy qua chạy lại nó quýnh một mình luôn kìa. À lão thiệt, đuổi nó đâu. Đuổi theo. Phong ơi, dạ anh. Những trường hợp như này chúng ta có một cách để giải quyết vấn đề. Là cách nào? Bỏ chạy. Đây, sao ông hẹn vậy đâu? Trời đời lâu. Ê, có yêu quái, ta sẽ giết mày. Ngươi đuổi được tao, tao thích ngươi đuổi được ta nè. Đứng lại, tao lấy xe máy để đuổi ngươi bây giờ. Trời, nó chạy mất tiêu luôn bạn ơi. Ôi trời bạn ơi, con yêu quái này chạy nhanh quá bạn ơi. Trời đúng là hồ ly nha, nó chạy nhanh gì đâu luôn trời. Ôi trời, giờ làm sao để tiêu gì được nói vậy ta? À mà quên mất còn Sim nữa, trời. Sim ơi. Đây. Ô mày có tuổi sao rồi. Tuổi yếu ơi. Rồi. Ờ không phải là Sim yếu đâu, mà là do là mấy con yêu quái này nó khỏe quá thôi. Nếu như bạn nào mà có cách để tiêu diệt mấy con yêu quái này thì nhớ bình luận để cho mình biết nha. Còn mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây, để bọn mình còn về nhà suy nghĩ cách để tiêu diệt con yêu quái này nữa. Và cảm ơn mấy bạn đã xem video này nha. Nếu như bạn thấy thích siêu nhân tứ trụ thì đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình nữa nha mọi người. Và cũng đừng quên là đăng ký hộ cho anh Siro, anh Mr. Dịch, mèo Simmy và tất cả các thành viên của Hero Team nữa nha. Còn bây giờ thì anh em mình phải về nhà để suy nghĩ cách tiêu diệt con yêu quái này đây. Nó khỏe quá mấy bạn ơi. Trời ơi trời. Ủa mà khoan, hình như con yêu quái này nhìn nó quen quen mấy bạn ơi. Chắc là do mình nhìn nhầm á. Thôi chắc về nhà thôi. Tức quá mà.